tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch và trong các chiến dịch vệ sinh môi trường chống bạo bệnh. Khi có biểu hiện sốt cao liên tục, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa và tư vấn điều trị, đồng thời thông báo cho trạm y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng. Không tự ý điều trị tại nhà. Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết, không có mũi vằn, không có sốt xuất huyết. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông. Cây ngô thường được sản xuất trên đất hoang lúa và là một trong những cây trồng chủ phụ trên địa bàn xã. Cây ngô khá dễ trồng và chăm sóc, nhưng để cho năng suất cao, chất lượng tốt, bà con cần chú ý một số điểm sau đây. Về thời vụ, chưa trồng đúng thời vụ để tránh giảm rét, tránh cơ cờ trên rau. Vì vậy, cây ngô vụ đông trồng càng sớm càng tốt. Để sinh trưởng thời vụ tốt nhất, bà con nên chuẩn bị cây con trồng sơ bầu. Khi cây đạt tiêu chuẩn thì đem ra ruộng trồng, vừa giải quyết được các thời vụ, đồng thời đảm bảo tỷ lệ sống cao. Ngoài ra, cần điều chỉnh mật độ trồng, điều chỉnh hướng lá để cây ngô phát triển thuận lợi cho các trồng vụ đông. Về chuẩn bị giống, trong vụ đông cần sử dụng đất giống ngô nắng ngày năng suất cao, có khả năng chịu mật độ, thâm canh, trị hạn, trị lạnh như NK 4300, CP 333, LVN 885, NK 430, nhóm ngô nếp, MX4, MX10, HN188. Rồi. Về lượng giống, khoảng 20-25kg trên hecta thì từng lượng giống. Xử lý hạt giống trước khi trồng đối với ngô đầu. Ngâm hạt giống trong nước sạch 18-10 tiếng, sau đó đem ủ. Có thể ủ cùng cát hoặc chấu. Tốt nhất nên dùng cát để ủ. Lui. Sau 2-4 tiếng hạt nghề mầm, lưu ý cần kiểm tra giá cử. Nếu ẩm quá, có thể làm tới hạt giống. Thì hết uống hạt giống ngang, tiến hành nhân ra. Về thủ tục làm đất. Đối với cơ trồng hạt trực tiếp, sau khi thu hoạch lúa, cày nhặt đất thì tạo lúa khoảng 1-2 mét. Đấy. Tên chọn từ 30-40 cm. Đấy. Sau khoảng 2-3 cm. Dùng cơ trồng hạt ngang. Đối với trồng bầu bằng bấu ươm, bố về mặt ruộng còn bằng phẳng, không bị phá tích cấu, tế tiêu chủ động, cắt các gốc rạ, phủ rạ về mặt ruộng, không cần cắt các giống không nước, sử dụng hệ thống che mát nước như sản xuất lúa, sử dụng thuốc các dụng cụ sinh đổi khác để tạo hốc, đập bầu các kiểu nhanh sơ, tạo luống đơn hoặc luống đôi. Nằm, nằm, đi nằm, yên, yên, đừng, chưa mà, ngồi, chưa, yên, chưa, 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 đâu, chưa mà, ngồi, yên. Chưa. 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 Theo các hốc cách nhau 7-12 cm. Mỗi hốc chỉ có 2 hạt. Hoặc có thể cày một đường dọc theo luống để tạo rãnh và cho hạt theo dọc rãnh. Không quay đầu là ai. Để kỹ thuật đặt bầu. Yên như vậy. Đất ruộng phải đảm bảo độ ẩm từ 85-90%. Yên. Trước khi đặt bầu, bón lót từ 8-10 tấn trên ruộng 2:1 hoặc 2.500 kg phân hữu cơ vi sinh và 500-600 kg lên cây. Yes. Nếu ruộng chua thì cần bón thêm 500 kg phôi bột. Đặt bầu ngô theo hướng lá từ ra hai bên hàng và giữa các vị trời dài luống. Trồng các ruộng giữa ngô đạt từ 2-3 lá thật. Từ kỹ thuật bón phân kết hợp năm năm lượng phân bón trên hecta từ 8-10 tấn chua chua nè chua 450-450 kg đạm lui 180-200 kg lá rua, 5 kg phôi bột, bón lót trước khi trồng, bón toàn bộ phân xưởng, lâm và phôi bột. Nhá. Giữa. Để bón tốt gần 1. Năm. Khi ngô bén chế. Năm. Yên. Bón tiếp gốc 10 cm. Yên. Với
thầm. Yên. Chưa. Chưa, ba bảo chưa. Ba bảo chưa. Nè. Chưa. Tôi. Yes. Cuối cùng. Giữa. Nè. Giữa. Giữa. Giữa đâu? Năm. Năm. Yên. Sai. Sai. Giữa. Giữa. Năm. Năm. Đi nằm. Yên. Chưa. Giữa. Giữa. Giữa rồi. Giữa. Nằm. Yên. Yên. Nè. Chưa. Nằm. Em nằm. Yên. Yên đó. Yên. Lui. Trời ơi. Em lui đâu đấy. Sai rồi. Sai rồi. Quay lại. Đây. Nằm. Yên. Lui. Sai. Thì rồi. Nằm. Đây. Quay đầu đây. Nằm. Nằm. Yên. Giữa. Giữa. Nằm. Yên. Lui. Yes. Good boy. Lui. Lui. Sai quá. Ôi. Yes.
Tim. Thank you.